Nói về các kỷ niệm đối với SimC thì tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Nhớ những cái ngày đầu tiên mới bỡ ngỡ bước chân vào SimS thì hồi đấy là nhân viên của phòng hành chính nhân sự. Thì cuối năm rất là bất ngờ khi mà được sếp trao một cái giải thưởng là ngôi sao xanh. Thấm thoát cho đến bây giờ thì tôi cũng đã ngồi ở đây đến năm thứ 11 rồi. Ngày đó thì chỉ là một sinh viên vừa ra trường thì có được nghe tin là bên chỗ CMC Shop có tuyển vị trí lễ tân thì là tôi có tham dự. Nếu mà nói như kiểu hot trend thì tôi đã dành cả một tuổi thanh xuân cho CMC. Thực ra là 11 năm là đúng là gọi là tuổi thanh xuân luôn ở CMC từ lúc ra trường. Ngày đầu ấy, bước vào văn phòng công ty thấy nó một cái không khí mà làm việc nó chuyên nghiệp mà cái không gian nó rất là trang trọng ấy. Và mọi người làm việc rất là hăng say ấy. Thì lúc đấy thì cũng mới ra trường cũng thấy cảm giác là nó có cái gì đấy nó hồi hộp mà có cái cảm giác thì nó cũng 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 là khó tả ấy. Thật sự là ngày đầu tiên đi làm CMC cảm thấy là cái môi trường ấy và phong cách làm việc nó rất khác với những công ty cũ trước đấy mà mình làm. Thật sự nó cũng hơi choáng ngợp một chút. Từ những năm 2002 mà văn phòng rất là lịch sự như bây giờ luôn, rất là ít công ty tin học có được những cái môi trường làm việc tốt như vậy. Trụ sở là ở Ngô Thì Nhậm, thì hồi đấy là ở phía dưới là tầng 1 làm công ty về chuyên về bán xe máy, còn CMS là ở trên tầng trên. Thì so với từ năm 2007 đến nay thì là tập đoàn CMC đã rất là khang trang. Tuổi trẻ của bọn tôi là những hồi đó thì có rất nhiều các sinh viên vừa ra trường nhưng là cùng lứa với cả bọn tôi là 78, 77. Chúng tôi đi làm là ngoài công việc, hoàn thành công việc ở công ty ra thì là những cuộc vui chơi của anh chị em là vô tư, là lĩnh lương về cái là chúng tôi có thể đi liên hoan cùng nhau. Tôi đã được trải qua 4 địa điểm làm việc tại tập đoàn CMC, 777 Giải Phóng, Hàn Thuyên, 16A Hàm Long đến khi mà chuyển về đây. Về đây thì ngày trước thì ở cái khu vực này nó vẫn còn hoang sơ lắm, nhưng mà đến đấy một cái tòa nhà cái cơ ngơi rất là hoành tráng. Nhờ cái việc xây dựng tòa nhà CMC này mà tôi không còn sợ độ cao nữa. Khi chưa có thang máy thì chúng tôi phải đi thang tời xây dựng ở ngoài. Tôi là con gái, tôi rất sợ độ cao, tôi toàn phải ngồi dưới thang tời đấy và nhắm tịt mắt lại. Nhớ nhất là cái kỷ niệm 15 năm, tập đoàn kỷ niệm 15 năm ở trên Thác Đa. Lúc đấy cố chủ tịch còn sống. Thế và đêm hôm đấy là chúng tôi làm nó bị mưa, trời nó mưa. Thế nhưng tất cả anh em dưới mưa vẫn vui với nhau. Và đến bây giờ cái hình ảnh đấy các bạn có thể xem lại. Ngày đầu tiên làm lên đây làm thì gặp anh Hà Thế Minh. Trong công việc thì anh cũng rất là nghiêm khắc nhưng mà anh ngoài ra thì anh cũng là một người rất là vui tính và cũng rất là hiền, một người lãnh đạo rất là hiền. Anh Minh đã kèm cặp hướng dẫn và rất là tận tình, anh khá là kiên nhẫn với tôi trong cái quá trình làm việc để hướng dẫn cho tôi từng bước từng bước. Anh Minh là đưa ra một cái phát biểu là những cái gì khó thì lãnh đạo ngồi nghĩ và thực hiện, còn những cái gì dễ mà chạy hàng ngày rồi thì anh em cứ làm. Tôi học được ở các anh sự điềm tĩnh của anh Hà Thế Minh, sự chắc chắn quyết đoán của anh Nguyễn Trung Chính. Anh làm trợ lý cho anh Chính 3 năm trên tập đoàn và cũng học hỏi được rất là nhiều, và thứ hai là cũng bị ảnh hưởng cũng tương đối nhiều. Tôi thấy anh là người để CMC có như ngày hôm nay ấy.
mình đã chứng kiến những cái giai đoạn rất phát triển của công ty cũng như giai đoạn rất khó khăn của công ty. Và trong những cái giai đoạn khó khăn đấy, mình đã chứng kiến được những cái quyết định và cũng như là những cái chỉ đạo theo mình nghĩ là đã thoát khỏi những cái đợt khủng hoảng rất lớn một cách thần kỳ. Những cái lúc mà đi công tác xa cùng với cả các cái lãnh đạo tập đoàn, chẳng hạn như là chủ tịch hoặc là tổng giám đốc ấy, thì là nó có cái sự nó thân thiện. Mà cái đấy là nó diễn ra cả một quá trình rất là dài rồi. Mình nhớ cách đây 18 năm khi đi ăn cơm trưa với anh Chính thì anh có đưa tờ 10.000. Sau đó thì anh ấy hết bữa ăn thì anh có nói là 10.000 đấy là còn bữa trưa ngày mai nhé. Nghĩ là sếp cũng là một yếu tố khá là quan trọng. Thì anh Cương thì chắc là mọi người cũng đều biết rồi, thằng sếp rất là tâm lý. Anh ấy là một đúng nghĩa người anh và đã dìu dắt các cái thế hệ anh em làm việc trong môi trường rất là chuyên nghiệp và có yếu tố là gắn kết anh em với nhau nên là mọi người thấy rất là thoải mái. Anh Hiếu là cái người thầy rồi và anh đang thể hiện mình là một người dẫn đầu. Ấn tượng của tôi về Tổng Giám đốc Nguyễn Phước Hải thì anh là một người rất là nhiệt huyết, có thể nói là đam mê, rất đam mê công việc. Và chúng tôi được truyền cái đam mê đấy của anh. Và hàng ngày thì chúng tôi từ những cái đam mê được hun đúc thì có thể vượt qua được các cái thử thách trong công việc. Từ khi tôi vào đến giờ là cảm nhận của tôi là quan trọng nhất là con người. Ví dụ chăm nom chăm hỏi những cái gia đình thân nhân mà đã mất của công ty thì công ty làm rất nhiều năm, làm sổ rồi nuôi các con, thì cái đấy tôi nghĩ rằng nhiều công ty không làm được. Tại đây tôi gặp rất nhiều người đồng nghiệp mà tôi cảm thấy yêu quý, vừa là trong công việc mình có thể trao đổi được với nhau cũng như trong cuộc sống. Lần đầu tiên đi triển khai ở trong Sài Gòn thì vào Sài Gòn thì hôm đấy là đi máy bay thì nó bị trễ, đến tận 1 giờ đêm mới vào đến trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì lúc đấy nhưng mà cái nhóm mà triển khai của anh em cùng ở trong Sài Gòn ấy vẫn đợi bọn mình vào, cảm thấy nó như là một người trong gia đình. Hồi đầu mình vào thì mình chia sẻ là một phòng lúc đấy trung tâm FH khoảng 30 bạn nam và lúc đấy duy nhất chỉ có mình là nữ thôi. Thì ra là tất cả mọi người trong phòng đều giúp đỡ rất là nhiều. Ví dụ như là đi gặp khách hàng này, rồi đi ke những khách hàng đầu tiên này. Ngoài công việc ra thì là mọi người đối xử với nhau cũng như là một gia đình thứ hai. CMC là một gia đình thứ hai của mình. Giả sử như kiểu cuối tuần mà nghỉ có 2 ngày thôi là cảm thấy buồn lắm rồi, buồn chán lắm rồi. Đấy thì là cái công việc mình đang làm ấy, mình cảm nhận là thực sự yêu nghề và thực sự là có cái đam mê rất là mãnh liệt. Tôi rất mong muốn và tôi làm việc những cái việc mà ban lãnh đạo giao cho và ước mơ của tôi là gì? Là gắn kết mọi người làm sao yêu CMC. Ở CMC thì mình tìm được cô người yêu cũ từ kiếp trước. Vợ mình hiện nay là nhân viên ngày xưa và năm 2000 gặp nhau 2013 thì đến 2015 bọn mình cưới. Mình vào CMC tính đến bây giờ là được gần 8 năm rồi. Bọn mình là vợ chồng với nhau và hiện tại mình đã kết hôn được gần 5 năm. CMC đã khiến cho mình thay đổi rất nhiều, không những từ ngoại hình mà đến cả cái tâm tính và tất cả thứ mình đã khiến cho mình cảm thấy là mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỳ team building 2011 CMC Telecom hội tụ ở Đà Nẵng, có đủ cả 3 miền, rất là ấn tượng, rất là vui. Với 10 năm làm việc ở CMC thì rõ ràng đây là một quãng đời rất là có ý nghĩa với tôi. Nơi mà tôi đã có rất là nhiều sự trưởng thành, được sự hướng dẫn của rất nhiều lãnh đạo giỏi và cũng được làm quen với rất nhiều các anh chị em và đồng nghiệp. Và không những CMC như là một nơi làm việc mà thực sự là một cái gia đình. Ở CMC có những người làm việc lâu hơn mình rất là nhiều năm thì mình nghĩ là ở CMC có một cái tính gọi là kiên trì và rất là cao để mọi người
cùng cố gắng và đóng góp cho công ty. Thực tế làm phần mềm thì nó có rất nhiều cái mà có những lý do lỗi không hiểu tại sao. Đấy là, nhưng mà khi mình mà giải quyết được vấn đề thì mình thấy có những cái lỗi rất là ngớ ngẩn, và đấy là một trong những cái thú vị của về phần mềm. Có những cái dự án là chuyển đổi về cơ sở dữ liệu thì bọn mình phải chuyển đổi ban đêm. Thì các cái hệ thống dữ liệu đấy thì không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ. Có một cái kỷ niệm là chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu của bên một tập đoàn thân thiết với mình, là dữ liệu của họ thì có bị trục trặc. Dự kiến là chỉ chuyển đổi trong cái đêm giao thừa thôi, nhưng mà phải đến 8 giờ sáng hôm sau thì hoàn thành. Kỷ niệm của 2012 chuyển DC từ bên phía Xoài Đồng về đến tòa nhà SimC này, đó là thức trắng 48 giờ. Kỷ niệm nhớ nhất là cái triển khai core cho hệ thống công ty tài chính của BIDV, và cái quá trình triển khai của dự án đó là lên tới 2 năm. Nhóm kỹ thuật và đội quản trị dự án thì phải sống 2 năm ở trong Sài Gòn để hoàn tất cái dự án đó, từ bắt đầu là thuê nhà, ăn ở cùng nhau, nấu cơm. Sau hơn 5 năm rồi, gần 6 năm thì cũng khác đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì có một cái mà không bao giờ thay đổi, đấy chính là con người cũng như là cái nhiệt huyết của các bạn. Những người mình gặp đều là những người trẻ, nhiệt huyết và rất năng động, và thực sự còn rất tài năng nữa. Ấn tượng nhất và cái chính là cái môi trường thân thiện ở CMC. Văn phòng rất là to, đẹp, và mọi người thì rất là trẻ trung, năng động, rất là chuyên nghiệp. Khi đến đây phỏng vấn, thấy đó thì bắt đầu chuẩn bị cung cấp dịch vụ. Mình vào và đập ngay vào trước mắt là một cái biển là chỉ còn, hình như hôm đấy là còn 14 ngày để chính thức cung cấp dịch vụ. Mọi người thì rất là tất bật. Và mình cảm giác rằng nếu mà bước vào trong nguồn công việc này thì có lẽ là mình sẽ được học hỏi rất là nhiều. Các bạn trẻ, có nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc. Mình thích nhất ở CMC đó là con người trẻ, nhiệt huyết. Đây là một cái chỗ để mà các em nó có thể bay nhảy và hạ cánh. Hiện giờ thì tôi thấy rằng là cái việc đam mê nó không thay đổi. Tức là những cái mọi người, những anh em trẻ, những anh em mà vừa mới ra trường thì làm việc cùng dự án với chúng tôi thì cũng làm như chúng tôi ngày xưa. Các bạn trẻ còn tiếp tục xin phép ở lại để làm thêm nữa. Các bạn rất là nhiệt huyết, rất là đam mê và có một cái gì đấy là muốn tìm tòi khẳng định mình. Mình nghĩ là không phải riêng mình mong muốn đâu, mà gần như tất cả các nhân viên đang làm ở SimC đều nhìn thấy cái tiềm năng cực kỳ to lớn của tập đoàn của chúng ta trong quãng thời gian 5 năm trở lại đây, là có những cái bước phát triển cực kỳ đột phá. Trước đây thì nói về CMC thì mọi người có thể không biết CMC là ai, CMC bị nhầm với về một cái công ty về gạch men gì đó. Nhưng bây giờ khi ra đường mình hỏi là mình làm ở đâu, tập đoàn công nghệ CMC, người ta biết CMC là ai, là một trong cái công ty công nghệ thông tin lớn hàng đầu của Việt Nam. Thì lúc đầu tôi xin đây làm thì cũng chỉ biết đây nó là một cái công ty máy tính thôi, truyền thông máy tính. Nhưng mà từ ngày vào đây làm bây giờ là sau 13 năm là cái sự trưởng thành của công ty nó rất là lớn rồi. Lúc đầu mới thành lập là chỉ có cả lãnh đạo lẫn nhân viên, nó chỉ có 9 người thôi. Thế mà cho đến bây giờ là đến năm nay là 25 năm kỷ niệm thì là con số là tất cả đã lên trên 2.000 người rồi. Mình rất thích một cái câu nói của một anh ở trong công ty, đó là đi làm là đi kiến tạo sự nghiệp. Thì mình muốn kiến tạo cho mình một cái sự nghiệp lâu bền ở phía CMC. Nhân dịp 25 năm thành lập tập đoàn CMC, mình gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ anh chị và các bạn đồng nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho tập đoàn CMC ngày càng vững mạnh và phát triển. Tuổi 25 năm mình nghĩ là một cái tuổi mà nó vừa đủ để trưởng thành và thực sự là để vươn ra một tầm mới. Thì mình cũng đang cảm nhận được trong cái dòng máu của mỗi người SimC thì cái khả năng là chúng ta đang hướng ra biển lớn rồi. Thì một ngày không xa thôi thì chắc chắn là cả tập đoàn sẽ lên một cái tầm mới. Tôi chúc là Future Next, mình có slogan như vậy và cố gắng là không chỉ 25 năm, 100 năm và rất nhiều năm khác nữa thì cùng sẽ bùng nổ và bùng cháy cùng CMC. Mình nghĩ là năm tới thì tập đoàn CMC mình nó phát triển rất là mạnh. Mình thấy là hy vọng nó sẽ đứng hàng đầu luôn. Và chắc chắn thì mình hy vọng là mình vẫn luôn ở CMC được nhìn thấy những ngày đấy. Tự hào và yêu thương là những từ mà tôi cảm
thì gắn bó với cả CMC. Với cá nhân tôi thì tôi sẽ gắn kết với tập đoàn đến khi nào mà Tôi yêu CMC.